Cô thân ái chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 trên trang web olm.vn Các con thân mến, mỗi người, mỗi con vật đều có mái nhà riêng của mình Nhưng muôn loài trên trái đất đều cùng chung một mái nhà Và bài thơ mà chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay sẽ nói về những điều đó Chúng ta sẽ tìm hiểu bài tập đọc Một mái nhà chung Trước tiên chúng ta sẽ vào phần luyện đọc. Với bài đọc này, các con đọc giọng vui, hồn nhiên và thân ái. Cô sẽ đọc mẫu một lượt, các con cùng theo dõi. Một mái nhà chung, mái nhà của chim lập nghìn lá biếc, mái nhà của cá sóng xanh rập rình, mái nhà của dím sâu trong lòng đất, mái nhà của ốc tròn vo bên mình, mái nhà của em nghiêng dàn gấp đỏ, mái nhà của bạn hoa giấy lập hồng. Mọi mái nhà riêng có mái nhà chung là bầu trời xanh, xanh đến vô cùng. Mọi mái nhà riêng có mái nhà chung rực rỡ vòng cao bảy sắc cầu vồng bạn ơi ngước lên, ngước mắt lên trông, bạn ơi hãy hát, hát câu cuối cùng, một mái nhà chung, một mái nhà chung. Một bài đọc rất vui và thú vị đúng không các con? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần chú thích. Cô có 3 từ ngữ như trên màn hình cần con lưu ý. Thứ nhất là dím hay còn gọi là nhím, là loài gặm nhấm, có lông nhọn hình que, sống trong hang đất ở vùng rừng núi. Thứ hai là gấc là cây leo, quả có nhiều gai mềm, lúc chín, ruột đỏ, dùng để trộn với gạo nếp thổi sôi. Thứ ba là cầu vồng là hình vòng cung nhiều màu do ánh sáng chiếu qua hơi nước tạo nên trên bầu trời. Chúng ta sẽ đến với phần bố cục. Cô sẽ chia bố cục thành hai phần. Phần 1, mỗi loài vật đều có một mái nhà và phần 2, đặc điểm riêng của mỗi mái nhà. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết. Phần 1. Mỗi loài vật đều có một mái nhà. Con hãy đọc ba khổ thơ đầu và cho cô biết ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai. Đúng rồi, rất chính xác. Chúc mừng con! Trong ba khổ thơ đầu, chúng ta thấy được mái nhà của chim, cá, dím, ốc của em và của bạn. Mái nhà của chim, lợp nghìn lá biếc. Mái nhà của cá, sóng xanh dập dình. Mái nhà của dím, sâu trong lòng đất. Mái nhà của ốc, tròn vo bên mình. Mái nhà của em, nghiêng giàn gấc đỏ. Mái nhà của bạn, hoa giấy lợp hồng. Vậy mỗi mái nhà có điểm gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần thứ hai. Đặc điểm riêng của mỗi mái nhà. Con hãy cho cô biết mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu? Chúc mừng con, câu trả lời rất chính xác. Chúng ta thấy được mỗi mái nhà đều có những đặc điểm riêng, đều có những nét đáng yêu riêng đúng không nào? Mái nhà của chim là nghìn lá biếc, mái nhà của cá là sóng xanh dập dình, mái nhà của dím thì nằm sâu trong lòng đất, mái nhà của ốc là vỏ tròn vo trên mình ốc, mái nhà của bạn nhỏ là giàn gấp đỏ, hoa giấy lập hồng. Mỗi con vật, mỗi loài vật đều có một mái nhà riêng. Vậy mái nhà chung của muôn vật là gì? Rất chính xác, mái nhà chung của môn vật là bầu trời xanh chính vì thế mà chúng ta hãy yêu giữ gìn và bảo vệ mái nhà chung con muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà à đúng rồi chúng ta sẽ nói rằng hãy yêu mái nhà chung hãy sống hòa bình dưới mái nhà chung và hãy giữ gìn bảo vệ mái nhà chung của tất cả chúng ta các con thân mến mỗi loài vật sẽ có một mái nhà riêng mỗi mái nhà đó thì sẽ có những đặc điểm sẽ có những điểm đáng yêu riêng phù hợp với mỗi loài thế nhưng mà tất cả muôn loài đều sẽ có một mái nhà chung đó chính là bầu trời xanh và chúng ta cùng sống chung cho một mái nhà là bầu trời xanh như vậy thì chúng ta hãy yêu hãy giữ gìn hãy bảo vệ mái nhà chung này các con nhé Cuối cùng chúng ta sẽ vào phần tổng kết. Bài đọc đã nói rằng mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Vì vậy, hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó. Các con thân mến, như vậy là bài tập đọc của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Về nhà, các con học thuộc lòng bài thơ và chuẩn bị bài đọc mới các con nhé. Cảm ơn tất cả các con vì đã học bài thật chăm chỉ. Hẹn gặp lại trong những bài học lần sau.